Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó Việt Nhã đang ở đây gọi là Dốc Ao Hồ chạy xuống ha. Và ngày hôm nay Nhã muốn chạy ra thành phố Tây Ninh ghi hình cô chú anh chị xem những cái đổi thay của cái cung đường Dốc Ao Hồ này ha. Ok, đi thôi. Ồ, đây có cái Bách Hóa Xanh nữa Việt, Điện Máy Xanh luôn. Đó là hoành tráng ở khu vực này ha. Wow, trời nắng chiều ha. Nắng chiều nhẹ nhẹ lên cao. Wow, nắng chiều nhẹ nhẹ lên cao. Ồ, nắng chiều dễ thương quá ha. Wow. Đó vậy thấy không? Khung cảnh nắng chiều. Nắng chiều dễ thương mà, có sao đâu. Wow, đây ngay ngã tư nữa vậy. Ngay ngã tư mà có cái đường đi trường cấp 3 Lê Quý Đôn, rồi có đại lý vé số Hùng Sơn. Hồi đó hình như là Hùng Tú hay Hùng Sơn gì đó. Họ mở ngay đó ha. Cũng khá lâu rồi. Đó, cô chú anh chị thấy không? Khung cảnh xung quanh đây nó như thế nào, nó ra làm sao ha. Nhà cũng cố gắng ghi hình cho bà con mình xem cho nó tỏ tường. Đó, sẽ tỏ tường cảnh quê hương ha. Đây cái con đường lên trường Võ Thị Sáu này nọ đây. Có lẽ quen thuộc với nhiều cô chú anh chị. Rồi đi tiếp thôi. Wow, nắng chiếu. Wow, đó vị thấy không? Cái khu vực này ha, công nhận bây giờ nó phát triển quá đổi. Khu vực này là chợ phường 4 đó vị, chợ phường 4 ha. Chiều nhớ thấy người ta bày bán này nọ nhiều nè, nhất là cửa hàng thời trang ha. Quần áo thời trang ở đây là nhiều nhất. Ồ, quần áo thời trang các kiểu luôn. Đó. Wow, wow. Chợ phường 4 ở đây. Ồ. Chợ phường 4 ha. Rồi, đi chơi ha vậy. Vô chợ cái nó chiếm nhiều thời gian. Đó. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha là cảnh ở thành phố Tây Ninh đó, theo cái con đường Dốc Ao Hồ rồi nhá, men qua Dốc Ao Hồ chạy đến cái ngã tư đó, mà có đường đi trường Lý Quý Đôn rồi đại lý vé số Hùng Tú Hùng Sơn, rồi đến đây là có trường Võ Thị Sáu nè, trường Võ Thị Sáu ha. Đây trường tiểu học Võ Thị Sáu đây. Nó có về thấy không? Võ Thị Sáu đây ha. Đó. Trường tiểu học. Rồi giờ đi tiếp thôi quý vị ơi. Nó cũng ráng ghi hình ha, vài cảnh cũ người xưa đó, cho cô chú anh chị xem. Kế bên trường Võ Thị Sáu đó vậy là nó có trường chuyên Hoàng Lý Kha ngày xưa ha. Đó, mà bây giờ họ đổi thành cái gì rồi đó vậy xem nè. Ồ, trường Trần Đại Nghĩa cơ sở 2 về rồi, khác lạ rồi, khác lạ rồi ha. Đó, ngày xưa thì trường Hoàng Lý Kha, bây giờ đổi không biết là trường Hoàng Đức Kha nó nằm đi đâu rồi. Đây hình như là hồi đó trường trung cấp nghề nè, bây giờ là cao đẳng nghề Tây Ninh. Nâng cấp lên một bước ha. Đó, vậy thấy không? Khung cảnh ha, khung cảnh của đường Dốc Ao Hồ chạy lên. Đến đây có lẽ là Nhã sẽ quẹo đường Hoàng Lý Kha đi. Đó. Wow. Rồi, Nhã quẹo đường Hoàng Đức Kha ha. Đó, vậy thấy không? Đây là đường Hoàng Lý Kha. Ồ, cái đường này thay đổi nhiều lắm vậy ơi. Đây có công ty in Hoàng Lý Kha nè. Rồi ở đây mới mở cái gì Toyota nữa vậy. Rồi khách sạn Sunrise. Eden Coffee. Hình như mở rồi thì phải. Wow. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha, là cảnh ở thành phố Tây Ninh, trung tâm của thành phố Tây Ninh ngày nay. Có bảo tàng tỉnh, rồi ngày xưa ở đây là có ước mơ tuổi thơ, mà sau này thì họ đổi hết rồi. Nhưng bởi vì kinh doanh ước mơ tuổi thơ thì không có được nữa, do sau này Facebook rồi YouTube phát triển đó vậy. Đó, trẻ em thích ở nhà coi hơn, hoặc là ra ngoài chơi phải những cái trò rất là đổi mới, rất là hiện đại của nước ngoài thì mới hút được. Đây có trường mẫu giáo gì nè, Tuổi Ngọc, trường mầm non Tuổi Ngọc, nhà thuốc Lê Bảo Khánh. Rồi quẹo qua đường luôn quý vị ơi. Đó, ngày ngã tư ha. Ok, có anh đó. Động rồi, chạy theo luôn. Đó, hình ảnh cô chú anh chị đang xem là cảnh ở thành phố Tây Ninh nha. Ồ, đây có bệnh viện Lê Ngọc Tùng. Hôm nay Nhã chạy xe ha. Mời quý vị cùng lên xe máy với Nhã, chúng ta cùng dạo quanh ha những cái cung đường quanh thành phố Tây Ninh ngày nay. Đó, hồi nãy là theo cái đường Dốc Ao Hồ ha, rồi giờ là xẹp qua đường Cách mạng 8. Đó, ngày xưa thì Nhã cũng nhiều lần á về đi tắt, bởi vì vị cũng biết đó là từ ngay chỗ ngã tư Long Thành Bắc đi, mà mình đi về cái hướng ra thành phố Tây Ninh này nè. Đó, nó nếu mà đi cửa số 7 chùa, rồi ra cổng chùa, rồi đi ra đường Cách mạng 8 thì nó lâu hơn, nó so với đường Dốc Ao Hồ ha. Wow, đều quá vậy. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha, là cảnh ở thành phố Tây Ninh ngày nay. Đó, mời cô chú anh chị xem coi nó như thế nào, nó ra làm sao ha. 5, 4, 3, 2, 1 giọt luôn nè. Rồi ở đây có một cái ngã tư nữa. Ồ, hồi xưa là ở đây công ty sắp thiết bị trường học, bây giờ nó đổi thành bookstore World. Đó. Rồi ở đây có trường mầm non 1 tháng 6. Wow. Mẹ chở hai đứa con đi chơi mà con còn bự hơn mẹ nữa, có nghĩa là cái cuộc sống mà vật chất sau này đó vậy. đối với mấy đứa trẻ ha, nó lớn lên nó thế hệ 9X hoặc là 2000X thì nó ăn uống đủ chất lắm, uống sữa này nọ, nên tụi nó đa số là cao hơn thế hệ 8X của Nhã ha. Đó, vậy thấy không, khung cảnh ở thành phố Tây Ninh ngày nay đó, nó như thế nào, nó ra làm sao ha. Mình chạy một vòng xung quanh thành phố Tây Ninh. Wow, vậy thấy không, khung cảnh ha, rất là quen thuộc luôn. Đó, đây có một cái bảng chỉ dẫn đi đâu đây. Đó, wow, rồi chạy. Nhã cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều ha, đã dõi theo những cái video khám phá về thành phố Tây Ninh và thăm lại những cái kỷ niệm xưa. Đó, qua đây luôn quý vị. Nó chạy thẳng xuống đây á, là nó có một cái cây cầu quan nổi tiếng nhất Tây Ninh ha. Nếu như ở dưới tỉnh Long An á, là nó có cầu Đúc nổi tiếng, rồi Cống Bảo Định nổi tiếng.